Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 9, Ukraine tuyên bố có thể cắt đứt quan hệ với Iran nếu Nga sử dụng tên lửa đạn đạo do Tehran cung cấp để tấn công Kiev. Phía Ukraine cho rằng nếu Iran chuyển tên lửa cho Nga thì điều này là không thể chấp nhận được. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Nga đã nhận được tên lửa từ Iran nhưng không nêu bằng chứng cụ thể. Ông nói rằng Nga dự kiến sẽ sử dụng loại vũ khí này trong những tuần tới. Ukraine, quốc gia liên tục bị tên lửa và máy bay không người lái của Nga tập kích trong thời gian qua, đã cảnh báo rằng sẽ có hậu quả tàn khốc đối với quan hệ song phương của nước này với Iran nếu các nghi vấn nói trên được xác nhận. Khi được hỏi liệu Kiev có thể cắt đứt quan hệ với Tehran hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Helhi Tikhi cho biết: "Chúng tôi sẽ không nói chính xác hậu quả tàn khốc có nghĩa là gì để không làm suy yếu lập trường ngoại giao của chúng tôi. Nhưng tôi có thể nói rằng tất cả các lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn mà bạn đã đề cập, đều nằm trên bàn." Tổng thống Volodymyr Zelensky không đề cập trực tiếp đến Iran trong bài phát biểu tối 10 tháng 9, nhưng cam kết sẽ phối hợp để thực hiện một phản ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới đối với bất kỳ nước nào giúp đỡ Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Tôi muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới vẫn muốn bằng cách nào đó giúp đỡ ông Putin. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ, không chỉ để bảo vệ đất nước và người dân của chúng tôi, mà còn thực sự củng cố thế giới để có những phản ứng mạnh mẽ đối với hành vi kích động giao tranh hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo dài xung đột." Các đồng minh của Ukraine, bao gồm cả Mỹ, cho biết nghi vấn Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga có thể được xem là một sự leo thang đáng kể và họ sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Trong khi mô tả các lệnh trừng phạt như vậy là một bước đi tích cực, Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak nhận định rằng động thái này sẽ là không đủ. Ông Yermak kêu gọi: "Chúng tôi cũng cần được phép sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, cung cấp tên lửa tầm xa hơn và tăng cường hệ thống phòng không của chúng tôi." Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về cáo buộc của ông Blinken. Ngày 10 tháng 9, Nga cho biết đang phát triển đối thoại toàn diện với Iran. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc từ Mỹ và đồng minh, cho rằng đây là hành vi tuyên truyền bôi nhọ. Ukraine đã hạ cấp quan hệ với Iran vào năm 2022 do cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái tấn công Shahed cho Nga, loại máy bay mà Moscow gọi là Gerald-2. Nga trước đó nhiều lần tuyên bố họ có nội lực và khả năng sản xuất quốc phòng và có thể tăng tốc chế tạo vũ khí dùng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mới đây, tờ Top Gun đưa tin nhà máy Omschanmat thuộc tập đoàn Rostec vừa nâng cấp toàn diện xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 BVM. Đại diện của Rostec cho biết, sau khi hiện đại hóa, T-80 BVM hầu như không thể bị tổn thương trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử mang đầu đạn tích lũy của đối phương. Đạn tích lũy được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu cố định và di động bọc thép hoặc các công sự bê tông cốt thép. Đạn tích lũy loại bỏ mục tiêu bằng cách tạo ra một tia năng lượng nổ có hướng hẹp với khả năng xuyên thấu cao. Tia năng lượng này tạo ra rất nhiều áp suất và giúp xuyên thủng lớp giáp dày. Sức mạnh của đạn được xác định bởi trọng lượng và đặc tính của chất nổ, hình dạng của phần lõm tích lũy, vật liệu lớp lót của nó và một số yếu tố khác. T-80 từng một thời là xe tăng chủ lực đầu tiên trên thế giới được tích hợp lớp giáp phản ứng nổ RA. Năm 1976, quân đội Liên Xô bắt đầu sử dụng chiếc xe tăng này. Cho đến nay, dòng T-80 đã được hiện đại hóa nhiều lần. Tuy nhiên, kỹ thuật và công nghệ quân sự luôn vận động, phát triển không ngừng. Từ thực tế trên chiến trường Ukraine cho thấy, các phương tiện chiến đấu bọc thép có thể bị phá hủy dễ dàng bởi máy bay không người lái FPV cỡ nhỏ, thứ vũ khí mà cả hai bên tham chiến đều đang sử dụng ồ ạt trên chiến trường. Mặc dù nổi tiếng là dòng xe tăng tiên tiến hiện đại, nhưng xe tăng Abrams và Bradley của Mỹ, Leopard của Đức và T-90M của Nga cũng không tránh khỏi tổn thương khi bị máy bay không người lái cảm tử tấn công. Những máy bay không người lái có giá tương đối rẻ này đã vô hiệu hóa được những chiếc xe tăng, xe bọc thép cao cấp có giá trị lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Để chống lại những mối đe dọa này, nhiều xe tăng hiện được trang bị các lồng đối phó để chống lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Theo thông tin từ tập đoàn Rostec, hệ thống bảo vệ xe tăng hiện đại được phát triển và lắp đặt trên nguyên tắc phòng thủ toàn diện trước mọi loại vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái. Đặc biệt, thiết bị bảo vệ chống máy bay không người lái, hay còn gọi là mái che, được lắp đặt trên các xe bọc thép ngay tại nhà máy trước khi xuất xưởng. Nếu trước đây mái che chỉ được hàn đơn giản vào thân và tháp pháo của xe tăng tại các xưởng sửa chữa ở tiền tuyến, thậm chí do những người lính trực tiếp trên chiến trường thực hiện, thì việc sản xuất các thiết bị bảo vệ này tại nhà máy mang lại một số lợi thế đáng kể. Trước hết, những thiết bị này được thiết kế chắc chắn hơn,
nhưng quan trọng nhất là khả năng sơ tán kịp thời và an toàn cho kíp chiến đấu trong trường hợp xe bị hư hỏng. Lớp giáp phản ứng nổ trên xe tăng chiến đấu hiện nay không chỉ được lắp đặt ở hai bên trên tháp pháo mà còn bảo vệ ở cả chắn bùn của xe tăng. Thân xe tăng phía trước và tháp pháo được mô tả là hoàn toàn không thể phá hủy, trong khi hệ thống ngụy trang kép sẽ làm giảm các tín hiệu nhiệt, radar và hình ảnh của xe tăng. Xe tăng T-80 BVM do nhà máy kỹ thuật vận tải OMS Chanmat sản xuất, được trang bị các lồng thép và lưới đặc biệt để bảo vệ khoang động cơ và phía sau tháp pháo khỏi tác động từ đạn chống tăng hay máy bay không người lái FPV. Các lớp giáp bảo vệ xe tăng sẽ kích nổ đạn ở khoảng cách an toàn so với giáp chính, giúp bảo vệ xe tăng. Ngoài ra, T-80 BVM còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử FVK hiện đại để chống lại các tín hiệu điều khiển FPV. Theo truyền thông Nga, quá trình hiện đại hóa xe tăng T-80 thời Liên Xô tại nhà máy Omchanmat đã bắt đầu từ vài năm trước khi xảy ra xung đột quân sự. Kể từ tháng 2 năm 2022, nhà máy này đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng dây chuyền sản xuất và hoạt động suốt ngày đêm. Rostec tuyên bố T-80 BVM nâng cấp có khả năng phòng thủ vượt trội so với tất cả các xe tăng mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột, kể cả những xe tăng do các đồng minh phương Tây cung cấp. Rostec cũng lưu ý, việc điều chỉnh như vậy là điều cần thiết do kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường quyết định. Nhờ đó, xe tăng T-80 BVM của Nga gần như không có điểm yếu nào có thể bị máy bay không người lái mang đầu đạn tích lũy bắn trúng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel của Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria, ông Mustafa Telas đánh giá T-80 mới được nâng cấp của Nga không chỉ có thể so sánh với Leopard 2 của Đức mà còn vượt trội hơn. T-80 là câu trả lời của Moscow cho Leopard 2. Là một người lính và chuyên gia về xe tăng, tôi nhận xét T-80 là một trong những xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Sau 4 lần hoãn kế hoạch thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các vấn đề về kỹ thuật khác, sáng 10 tháng 9, công ty điện lực Tokyo TEPCO đã chính thức bắt đầu thử nghiệm thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân từ tổ máy 2 của nhà máy này. Trước đó, hoạt động thử nghiệm đầu tiên trong tháng 8 vừa qua đã tạm dừng do lỗi quy trình lắp đặt. Ngày 22 tháng 8, TEPCO đã tiến hành những nỗ lực đầu tiên để thu hồi nhiên liệu rò rỉ kể từ sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại sau trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, hoạt động thử nghiệm đã bị tạm dừng sau khi phát hiện 5 đường ống được sử dụng trong thiết bị thu hồi kết nối với bình chứa của lò phản ứng hạt nhân số 2 bị lắp đặt không đúng thứ tự. Sau khi xác nhận đã lắp đặt đúng quy trình, TEPCO đã tiếp tục triển khai kế hoạch trên. Theo đó, công ty sẽ đưa thiết bị có chiều dài tới 22 mét vào bình chứa để thu thập gần 3 gam mảnh vỡ. Dự kiến, công ty sẽ mất khoảng 2 tuần để có thể tiếp cận và thu hồi mảnh vỡ. Việc thu hồi các vật liệu phóng xạ này sẽ được điều khiển từ xa. Các mảnh vụn sau khi thu hồi sẽ được nghiên cứu để đánh giá thông tin về điều kiện bên trong các lò phản ứng hạt nhân. Và đây sẽ là bước đi quan trọng hướng tới việc dừng hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Ước tính đang có khoảng 880 tấn mảnh vỡ nhiên liệu trong các lò phản ứng hạt nhân số 1 và số 2, số 3 của nhà máy. Nhiệm vụ thu hồi nhiên liệu rò rỉ vẫn là một thách thức trong kế hoạch ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. TEPCO đã 3 lần hoãn kế hoạch thu hồi các mảnh vỡ sau đại dịch COVID-19 và các vấn đề về kỹ thuật. Đến nay, chưa có bất cứ quyết định nào về phương án cụ thể để thu hồi toàn bộ số lượng còn lại. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 9, Thống đốc tỉnh Fukushima Masao Uchibori bày tỏ lo ngại và yêu cầu TEPCO thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và không hoàn toàn dựa vào các nhà thầu phụ để thực hiện. Trước đó, sau khi tạm ngừng việc thu hồi vào tháng trước, một cuộc điều tra được tiến hành, trong đó xác định TEPCO và nhà thầu công ty Mitsubishi Heavy Industry thuê bên thứ ba chuẩn bị các đường ống và đã không kiểm tra thứ tự lắp đặt của các ống. Sau vụ việc, TEPCO đã đưa ra một số biện pháp ứng phó để ngăn ngừa các sự cố khác liên quan. Tháng 2 vừa qua, TEPCO đã triển khai hai thiết bị bay không người lái và robot hình con rắn để tiếp cận một lò phản ứng hạt nhân bị hư hại. TEPCO cũng phát triển các robot chuyên dụng để hoạt động bên trong khu vực này do các mảnh vỡ nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân có mức phóng xạ rất cao. Năm ngoái, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện Fukushima vào vùng biển Thái Bình Dương, gây tranh cãi trong quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng trên biển. Trung Quốc và Nga, hai nước này đã cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.
mặc dù Nhật Bản khẳng định việc xả thải là an toàn và được sự ủng hộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Theo sáng kiến của TEPCO, Nhật Bản đang tiến hành quảng cáo thực phẩm từ khu vực Fukushima tới các nước. Trong đó, ngày 7 tháng 9, nước này đã đưa lên kệ của cửa hàng bách hóa Harrods ở London, loại đào Fukushima nổi tiếng.